Ngày hôm qua, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Phan Duy Quy, 23 tuổi, trú ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, vừa được phẫu thuật ghép tim đang tiến triển tích cực sau khi được ghép tim thành công. Tối ngày 2 tháng 1, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về việc có người cho chết não tại Hà Nội hiến tạng, Bà Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương cử một ekip bác sĩ mang theo mẫu máu của bệnh nhân lên đường đi Hà Nội nhận tạng. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, ekip bác sĩ đã vận chuyển tạng kịp thời và hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng. Ngay sau đó, quả tim được vận chuyển ra Huế. Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3 tháng 1 tại Bệnh viện Trung ương Huế, dưới sự chỉ đạo của giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc bệnh viện, ekip phẫu thuật bắt đầu hành trình ghép tim mang lại sự sống cho bệnh nhân Phan Duy Quy. Niềm vui vỡ òa khi quả tim đã đập lại trong lồng ngực bệnh nhân Quy lúc 19 giờ cùng ngày. Một ngày sau khi ghép tim, bệnh nhân Quy đã rút nội khí quản, thở oxy qua mặt nạ. Các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định, chức năng tim tốt. Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.